Chào các bạn xem video nhé. Hiện tại là 15:40 ngày 18 tháng 5, tức ngày 14 tháng 4 âm lịch năm 2019. Hôm nay mình tưới nước nhiều, bơm sạch cạn ao. Đang dự định bây giờ mắc máy dưới sông để bơm nước lên thì ra thăm ao thì cá chết rồi. Trời nắng nóng khủng khiếp lắm như vậy các bạn ạ. Tại sao vải nó khô? Thì có video bạn sáng nay mình chia sẻ, các bạn là góp ý ấy, đây không phải khô vằn mà do nắng nóng. Rồi các bạn góp ý là để cỏ thì cũng phải phạt vừa chứ không phải để quá rậm, đúng rồi. Tất cả cái đấy mình đều nghĩ ra, mình đều biết. Tuy nhiên trong quá trình mình nói thì cũng có những cái sơ suất, có những cái sai. Đây, bây giờ mình cho các bạn xem cái ao mình chết hay mình đi xuống vậy nhỉ. Phóng ra nhìn không rõ. Nắng nóng mức độ cá chết. À, còn một con đang thoi thóp. Thì vừa rồi cái đợt mà đang có dịch bệnh lợn ấy, mình cũng bắt hết cá to rồi, bây giờ chỉ còn vài con rô phi thôi. Một con đang thoi thóp đang bơi, một con đang thở. Ôi, nắng nóng nó khủng khiếp như vậy các bạn ạ. Nước ao không phải là quá cạn. Ui, thôi mình phải đi lên thụt lắm ao mình. Ui, thụt quá. Nắng nóng chết cả cá các bạn ạ. Bây giờ mình phải đi bơm. Nhà mình thì có giếng khoan rồi, nhưng mà ở thôn mình, ở cái khu nhất là đội 4 thôn Nhật Thành này, giếng khoan rất là khó có nước, nên mình vẫn phải dùng nước sông. Và như mình biết là dùng nước mặt sẽ tốt hơn là dùng nước ngầm. Như trường hợp nước mặt mà ô nhiễm, nếu nước mặt không ô nhiễm thì nước mặt sẽ có tốt hơn. Còn nước ngầm có thể một số hóa chất, khoáng chất nó không hợp cho bên trồng. Cá chết hàng loạt rồi. Mình đang dự định là chiều nay mình bơm nốt sạch, xong mình bơm nước sông lên. Nhưng mà thế này chắc cá chết không biết còn cứu nào không. Nhưng bây giờ mình bơm hết để mình bắt. Bắt sạch đi, tất đi. Thôi cá còn ăn được. Bởi vì dạo này đang dịch lợn rất là mạnh, nên mọi người rất ngại ăn lợn. Và mình vét nốt mấy con cá con này cất đi, xong bơm gấp lên để nó làm giống. Đây các bạn nhìn nhé, hạn mức độ thế, nắng nóng như thế. Mình đang bảo ra bơm thì mình thấy mình quay lại. Nhà thơ Trần Đăng Khoa có câu là nước như ai cấy, à nước như ai nấu, cho bài Hạt Gạo Lường Ta, nước như ai nấu chết cả cá cờ. Nhưng mình đã chết hết cá rô, cá chê, cá rô phi. Tóm lại chỉ còn khoảng vài vài cá lẹt rất sạch. Đâu, đây. Thế hết rồi. Qua đây chúng ta thấy nắng nóng kinh khủng mức độ nào. Và trận nắng nóng này, nốt hôm nay. Đây, cá rô cũng chết đây. Ui, giời con. Này, cá rô đây. À, vẫn dậy. Trời, vẫn dậy. Ui, dồi ôi, nước nóng lắm. Ui, này. Bơm, ui, này. Nóng quá như luộc. Ui, con cá rô to chưa này. Đây, ấy 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 này, nóng phải bơm cạn. Đây, cá chết cả cá rô, nó ngoi lên mặt nước còn dễ chịu hơn là dưới nước như nấu. Ui, nhiều lắm. Đây này, ui, đây đấy, vẫn dậy đây. Thôi bơm cạn đi để bắt. Đây, nó nhẹ đây này. Đấy, các bạn thấy không? À, trong này có dơm. Đây, lại, ôi, trong này có lá các bạn ạ. Trong này có cỏ rác, cá nhiều lắm. Đây, cá rô đây. Úi, các bạn nhìn con cá rô to chưa? Úi, 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 con cá cụ. Đây, thì vấn đề chỗ này giáp rác nhiều nhé các bạn nhìn này. Rất nhiều cá ngoi vào đây. Đây, cá chê. À, vậy là ở dưới nước còn nóng hơn. Nó chân rác thì nó nóng. Úi, con cá chê. Rồi, cá rô cụ nhé. Các bạn nhìn con cá này này. Không biết cho qua điện thoại mình thấy không? Đây mình đưa tay xem. Đây. Ôi. Chạy rồi. Thì ở đây nhá, dưới nước nó có cỏ rác còn mát hơn mà. Thì trên cây rõ ràng có cỏ rác sẽ mát hơn rất nhiều. Đây. Ôi. Nước nóng độ như thế. Cá chết hàng loạt. Nhiều con đang ngoe ngóp. Này, ui. Cá cái chê này cực đanh à. Mình mà không thăm để qua ngày mai là cá thối hết. May quá hãy ra thăm. Đây, các bạn nhìn ao nước nhà mình. Thôi, mình chỉ cập nhật được vấn đề là nước nóng nó mức độ cá ăn chết. Này, cá. Và qua đây chúng ta đang thấy rồi, cá này. À, vẫn dậy. Cá rô, chính đó là ở trên mặt đất nó dễ chịu hơn. Đấy. Thì qua đây chúng ta thấy cỏ rác không phải là chỉ dưới ở trên cây, mà ở dưới nước.
nó cũng làm cho tác dụng điều hòa nhiệt độ. Ví dụ chúng ta mùa đông chúng ta thả để cỏ rác để cho nó ấm, bơm nước sâu cho nó ấm, vậy nước bao giờ là cạn cho nên cá mới chết, còn nước sâu cá cũng chết này nhá. Vậy qua đây chúng ta càng khẳng định hơn vai trò của nước làm cho điều hòa hơn, cỏ rác làm cho điều hòa hơn. Ui rất nhiều. Thôi bây giờ mình về mình bơm cạn đi, mình ngạt thôi, rồi cho bơm cạn ngạt xong lại tiếp tục bơm nước sông lên, không thì chết hết. Thôi con rau phi giống cũng được. Thôi chào các bạn nhé, mình về mình đi. Rồi ô rửa tay để cắt điện thoại đi, bẩn quá. Mình về mình đi mình bơm nước. Ui con cá rô này tiếp tục nhảy lên bờ, không là sinh thức được này. Nước như ai nấu chết cả cá cờ, đây là nước như ai ai luộc ấy. Chết cá cá chê. Ui nhiều lắm. Toàn cá con thôi, nó lẹt thôi. Ui đấy. Thôi chào bạn nhá.